Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc và Trung Bộ đang đi đến những ngày cuối cùng của đợt nắng nóng cao độ và oi bức, mưa dông cuối ngày đang cố gắng tìm về để điều chỉnh dần dần nền nhiệt độ. Hai khu vực trọng tâm cốt lõi của mưa dông cuối tuần này là vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Đối với khu vực Tây Bắc, đợt mưa dài phía trước cũng là bước đánh dấu chuyển mình của mùa mưa dông truyền thống, đan xen với một số đợt tăng nhiệt trong tương lai. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ hôm nay có nơi trên 30 mm, như là Song Của, Sơn La 43,4 mm, Phan Lâm, Bình Thuận là 44 mm, Bình Giáo, Gia Lai 68,8 mm và Đắc Xú 1, Kon Tum là 30,8 mm. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong chiều tối ngày mai, mưa dông ở trên khu vực này có khả năng lặp lại, đề phòng mưa dông có thể sẽ lan sang khu vực đồng bằng lân cận ở trong đêm. Trong chiều và tối nay, khu vực vùng núi phía Tây từ Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa và mưa to, với lượng mưa phổ biến từ khoảng 10 đến 25 mm, có nơi trên 50 mm, diện mưa rộng rãi hơn một chút so với chiều tối hôm qua. Đề phòng mở rộng lan sang một số vùng lân cận. Trong chiều tối và tối ngày hôm nay, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa và mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong chiều và tối ngày mai, ở khu vực vùng núi Trung Du, Trung Bộ, Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác với lượng mưa phổ biến từ khoảng 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Lượng mưa sẽ được điều khiển bởi nhiều luồng không khí ở độ cao thấp khác nhau, có tính chất là ngẫu nhiên và cơ hội để dông hoặc là mưa lan sang đồng bằng lân cận là có thể. Trong mưa dông, quý vị và các bạn cẩn thận các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, hiện tượng ngập úng cục bộ ở các vùng trũng và thấp và cần đề phòng các hiện tượng như là lốc núi, lũ quét, dòng chảy mảnh vụn, sạt lở đất, đá ở các vùng cao. Trong tuần tới, từ khoảng ngày thứ hai cho đến ngày chủ nhật tuần tới, các hình thế tăng mây bao phủ sẽ lần lượt xuất hiện. Điều kiện nhiệt độ sẽ được cải thiện và cảm nhận của cơ thể sẽ tốt hơn. Mưa dông sẽ đến nhiều hơn, tình trạng mưa bốc hơi trước khi chạm đất sẽ giảm rõ. Nếu mưa chưa giải tỏa được oi bức thì sẽ có vài đợt nữa luân phiên tìm đến. Xét về nhiệt độ cảm quan kết hợp với độ ẩm, có thể nói đợt nóng diện rộng này đã đi đến hồi kết thúc. Từ dự báo trong tình hình áp cao cận nhiệt đới chủ lực nhánh Tây Thái Bình Dương, đó là kẻ chi phối và kiểm soát thời tiết khu vực chúng ta sẽ suy yếu mạnh vào tuần tới, rút lui về phía đông vào ngày 9 và 10 tháng 6, lượng mưa về cơ bản sẽ nằm tại vị trí giao tranh, nơi một lượng không khí ấm và ẩm gặp gỡ không khí mát lạnh ở độ cao thấp. Điều kiện thích hợp sẽ thúc đẩy và kích hoạt đối lưu ở sườn Tây áp cao cận nhiệt đới hoặc là ở trong khu vực ấm áp của rìa áp cao. Vành đai mưa chính có xu hướng là Tây Nam và Đông Bắc. Ở khu vực phía Bắc, phần lớn lượng mưa cuối ngày sẽ ổn định và kéo dài tốt hơn. Ngược lại thì cánh mưa ở trung tâm miền Trung sẽ có những vùng phân bố không đồng đều về thời gian và không gian. Ngoài ra, gió mùa hè từ Bắc Ấn Độ Dương sắp bùng phát thêm. Năng lượng trong khí quyển đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những xáo trộn không hẹn trước ở trên Biển Đông. Cho nên, khoảng vào giữa tuần tới, bước ngoặt nghịch đảo thời tiết không những xảy ra ở đất liền mà còn có thể diễn biến theo chiều hướng phức tạp ở Biển Đông. Sau đây sẽ là tin cập nhật mới nhất về vùng áp thấp có mã hiệu là 98W và nhiễu động ở trên Biển Đông. Thưa quý vị, chiều nay trên giải hội tụ nhiệt đới phía đông Philippines đã hình thành nên một vùng áp thấp được ký hiệu là 98W. Phân tích môi trường cho thấy là 98W đang trong một hình thế kinh điển để phát triển. Đó là sự tương tác với rãnh ở phần trên tầng đối lưu với một nhân xoáy thuận ở trên tầng cao. Khi tương tác với rãnh này, hoạt động phân kỳ của cơn bão sẽ được kích thích và tăng cường hơn nữa trong vài ngày tới, khi mà tầng đối lưu hoạt động mạnh lên. Do vậy, 98W nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trong vài ngày tới. Tuy nhiên,
Qua theo dõi một số mô hình nhất định cho thấy khả năng là phần trên của tầng đối lưu sẽ suy yếu và đứt gió tăng cao, cho nên cơn này ít khả năng phát triển thành siêu bão như là trường hợp của siêu bão Mawa tuần trước. Hiện tại thì 98W đang đề ngỏ khả năng đi vào Biển Đông. Ngoài ra, hiện nay ở trên khu vực Biển Đông lại đang có một vùng nhiễu động. Đối với nhiễu động do chịu nhiều tác động của các hình thế khác nhau, nên khó nhận định rằng vùng này có diễn biến như thế nào ở những ngày tiếp theo. Còn theo dự báo xa của các mô hình dự báo bão, đến khoảng ngày mai trên khu vực giữa Biển Đông sẽ có thể hình thành một vùng áp thấp có vị trí ước tính ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông. Theo dự báo, trong khoảng từ 24 đến 48 giờ sau, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Bắc và có thể sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng ngày thứ ba, với vị trí ước tính ở vào khoảng là 16 độ Vĩ Bắc và 112 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 380 km về phía đông. Những ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão và tiềm tàng là cơn bão số 1. Theo dự báo xa, có thể cơn bão này sẽ đi qua khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc và có khả năng đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Theo các chuyên gia thì đây là một cơn bão khá mạnh và đường đi rất phức tạp. Như vậy là để tránh bị động, quý vị và bà con, đặc biệt là các ngư dân cần phải chú ý theo dõi sát sao các thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi sẽ theo dõi cập nhật chi tiết các thông tin về áp thấp nhiệt đới này và gửi đến quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Tiếp theo sẽ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh ở trên biển. Hiện nay, mây dông đang phát triển trên khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Hiện tại, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến vào khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ như là Bảo Lạc, Cao Bằng là 37,4 độ, Tây Hiếu, Nghệ An là 37,8 độ, Đô Lương, Nghệ An 38 độ, Hương Sơn, Hà Tĩnh 38,1 độ, Quy Nhơn, Bình Định 38 độ, Tuy Hòa, Phú Yên 37,6 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở vào khoảng 50-60%. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở vào khoảng 35-37 độ. Có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-65%. Từ ngày kia, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục dịu dần. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nay và chiều ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Kính thưa quý vị, nhà dân ở Sơn La, Yên Bái bị gió lốc thổi tung mái, khiến một người mất tích và gần 300 nhà dân ở hai tỉnh Sơn La, Yên Bái bị gió lốc thổi tung mái ở các mức độ khác nhau. Nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị thiệt hại. Tây Bắc thông tin, gió lốc kèm theo mưa lớn xảy ra trong chiều ngày hôm qua đã làm sập một kho nông sản diện tích 2.500m2 và tốc mái 36 ngôi nhà của người dân ở xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã về cơ sở huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. Còn tại Yên Bái, dông lốc cũng khiến một người mất tích và hơn 240 nhà bị thiệt hại do dông lốc. Tây Bắc dẫn báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái. Tính đến 16 giờ chiều nay, trận mưa kèm dông lốc xảy ra vào tối qua đã làm một người mất tích và 244 ngôi nhà bị thiệt hại. Người bị mất tích là ông Nông Văn Thắng, sinh năm 1975 ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, do gió mạnh làm lật thuyền trên hồ Thác Bà. Trong số 244 ngôi nhà bị thiệt hại ở địa bàn các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ thì có 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 5 nhà hư hỏng trên 70%. Về nông nghiệp, thiệt hại gần 24 hectare lúa, ngô và cây trồng lâu năm. Mưa dông cũng làm tốc mái một số trường học, hội trường thôn và gãy đổ cột điện, nhà xưởng trên địa bàn các địa phương, ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.